Chào toàn thể anh em nhá. Hôm nay đầu tháng mùng 3, mùng 4 gì đấy. Mùng 3. Xưởng mình lại tiếp tục review một mẫu xe nguyên bản. Lên cho anh em Thanh Hóa. Mẫu xe này được dọn phun mới rồi. Từ đầu đến chân phun mới. Sơn xi mạ mới. Đây mà mình sẽ quay tổng thành của chiếc xe cho anh em xem và khách xem. Đấy, ngoại hình của xe đây. Máy đã được bắn cát và sơn xi lại hết. Dàn bô viết mới hết nha, sầm lốp mới mới mọi chi tiết cho anh em xem. Chờ ngày em về với chồng. Đây là ngoại hình tổng thành chiếc xe này. 21T2 2129. Xe thì xưởng đã lên cho em nó điện IC Yamaha để chạy cho nó ổn định này anh em nhé. Sương thì sơn tĩnh điện, khung sườn sơn tĩnh điện. Tất cả phần sơn và phần khung sườn bên mình đều sơn tĩnh điện hết. Đó. Phần sơn này đều là sơn tĩnh điện này. Vỏ thì sơn bằng công nghệ ô tô này. Cho anh em này. Đấy. Hệ thống điện, đồng hồ này. Đèn báo mo này. Cái này đã được cải tiến lên một chút cho nó đẹp này. Xi nhan này, trái này. Xi nhan phải này. Đó. Đèn phanh. Đó. Xe thì chưa rốt đa. Ngày mai mình sẽ rốt đa. Tạm thời lên video cho anh em đã. Đó. Mình thích chiếc xe đây. Quay về xa cho anh em nhé. Anh em có nhu cầu đặt xe thì liên hệ bên xưởng em nhé. Mùa dịch nhưng xưởng em vẫn hoạt động và vẫn làm bình thường. Chỉ có chờ ngày xe chạy là cho các em nó lên đường về quê thôi. Đó. Nổ tí máy cho anh em xem nhé. Xe để chưa hết rốt đà nhá, chưa rốt đà nhưng mà chưa hết rốt đà. Làm thôi. Phát sáng lên. Máy bóc thì em dù ra anh em nhá. Có điều là chưa tốt đa thôi.
Vâng, cảm ơn anh em đã theo dõi video của bên xưởng em. Anh em nào có nhu cầu đặt xe thì liên hệ xưởng em nhé. Cảm ơn anh em.